Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với tranh cãi chính trị mới sau khi một số người bị bắt giữ vì cáo buộc làm rò rỉ các tài liệu có thể đã làm đình trệ các cuộc đàm phán về con tin và ngừng bắn ở Gaza. Một tòa án Israel đã công bố các vụ bắt giữ và cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi hai tờ báo, một ở Đức và một ở Anh, đăng các bài viết dựa trên các tài liệu này. Mặc dù vấn đề này vẫn phải chịu lệnh cấm một phần, tòa án cho biết trong số những người bị bắt giữ có cựu phát ngôn viên của ông Netanyahu là Eliezer Feinstein. Giáo sư Dana Pugac là người đứng đầu nhóm pháp lý của diễn đàn Con tin và gia đình mất tích cho biết lệnh cấm nên được gỡ bỏ. Chúng tôi ủng hộ yêu cầu gỡ bỏ lệnh cấm tiết lộ hôm nay vì các gia đình mà chúng tôi đại diện, các gia đình của các con tin, họ đã phải chịu quá nhiều thông tin sai lệch trong năm rồi. Đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng ưu tiên hàng đầu của tòa án hôm nay phải là xóa mọi rào cản để các gia đình có thể biết được tình hình thực tế và thông tin thực tế. Được biết, các báo cáo khẳng định tài liệu đầu tiên cáo buộc Hamas đang có kế hoạch đưa lậu thủ lãnh Hamas lúc đó là Yahya Sinwar cũng như các con tin còn lại ra khỏi Gaza vào Ai Cập. Tài liệu bị rò rỉ hiện đã được xác định là giả mạo, xuất hiện vào thời điểm ông Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội Israel cần phải tiếp tục kiểm soát biên giới Gaza và Ai Cập. Tài liệu thứ hai được cho là bản ghi nhớ nội bộ của ông Sinwar, phát thảo một chiến lược nhằm cản trở các cuộc đàm phán thả con tin. Sau các báo cáo ban đầu vào tháng 9, ông Netanyahu đã nói với phóng viên về tài liệu này. Đây là một tài liệu hướng dẫn được những người lính của chúng tôi tìm thấy trong đường hầm của các viên chức cao cấp Hamas và phương tiện truyền thông nói rằng đó là Sinwa. Tôi không thể bảo đảm rằng đó là Sinwa, nhưng tôi dám chắc rằng đó là các viên chức cao cấp của Hamas. Phương tiện truyền thông Israel hiện nói rằng đó không phải là bản ghi nhớ từ nhà lãnh đạo hamas mà là từ các thành viên cấp thấp của hamas tòa án israel cho biết việc rò rỉ các tài liệu đã làm tổn hại đến khả năng của các cơ quan an ninh trong việc đạt được thỏa thuận thả con tin những người chỉ trích cho rằng vụ rò rỉ nhằm mục đích thay đổi dư luận và tạo cho ông netanyahu vỏ bọc chính trị trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn thất bại ông netanyahu đã phủ nhận mọi hành vi sai trái của nhân viên của mình Dana Puget cho biết gia đình của các con tin xứng đáng được biết những gì đã xảy ra. Nếu ít nhất là theo phương tiện truyền thông, một số thông tin đã bị đặt hoặc một số thông tin đã bị đánh cắp từ các nguồn hoặc nguồn của quân đội, thì chúng tôi nghĩ rằng các nạn nhân, gia đình họ có quyền tìm hiểu về bất kỳ chi tiết có liên quan nào. Ngay cả vấn đề an ninh cũng không thể che giấu thông tin này. Tại Gaza, các bác sĩ Palestine cho biết Israel đã giết chết ít nhất 35 người trong nhiều cuộc không kích vào Chủ nhật. Các bác sĩ trong khu vực cho biết Israel đã ném bom khoa sơ sinh và trẻ em của bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza. Điều này xảy ra sau các cuộc không kích gần đây của Israel vào các phòng khám phân phối vaccine bại liệt ở Gaza mà Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã xảy ra trong thời gian tạm dừng nhân đạo các cuộc khung không kích cũng đánh vào nguồn cung cấp nước quan trọng ở phía Bắc vì các quan chức cảnh báo rằng ít nhất 100.000 người đang phải chịu cảnh thiếu lương thực và nước nghiêm trọng ở đó. Không có lương thực ở các chợ và không có nước sạch. Những người đánh cá ở Khan đang cố gắng hết sức để kiếm thức ăn cho gia đình họ. Wasserem Ol Masri, 24 tuổi là một ngư dân di dời từ phía Bắc. Anh cho biết ngay cả việc đánh bắt cá để kiếm thức ăn cũng khó khăn. Và nguy hiểm. chúng tôi đến bãi biển vì như bạn biết đó các chợ đều vắng tanh và không có thức ăn vì vậy chúng tôi phải đến đây và mạo hiểm mạng sống của mình giữa nguy cơ có thuyền Israel trên biển và bắn vào chúng tôi tuy nhiên chúng tôi vẫn tìm đến và liều chết để kiếm sống trong khi sống nghèo khô trong lều trại chúng tôi câu cá nhưng không bắt được gì đánh bắt cá rất khó khăn chứ không dễ dàng trung đoàn Hamas cho biết các cuộc thảo luận được tổ chức tại Cairo giữa Hamas và phong trào giải phóng dân tộc Palestine đã diễn ra tích cực nhưng không vội vàng đưa ra kết luận. Các cuộc thảo luận về cách Gaza sẽ được quản lý sau xung đột đang diễn ra để thành lập một ủy ban gồm các thành viên không liên kết với bất kỳ nhóm cụ thể nào. Trong đó Israel cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công đột kích trên bộ ở Syria để bắt giữ một người đàn ông mà họ cho là một điệp viên của Hezbollah. Mặc dù Israel đã thực hiện nhiều cuộc khung kích ở Syria trong suốt cả năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ triển khai quân vào Syria kể từ khi giai đoạn này của cuộc xung đột bắt đầu. Cuộc đột kích diễn ra sau một cuộc đột kích trên biển tương tự ở Lebanon, nơi quân đội Israel có vũ trang để bắt cóc một thủy thủ thực tập từ nhà ở sinh viên tại thị trấn Batroun, có đa số người theo đạo Thiên Chúa Giáo Israel tuyên bố người đàn ông đó là một điệp viên của Hezbollah. Sau khi đến thăm biên giới Lebanon, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel quyết tâm đẩy Hezbollah ra khỏi miền nam Lebanon. Có hay không thỏa thuận, thì chìa khóa để khôi phục hòa bình và an ninh ở miền Bắc, chìa khóa để đưa cư dân đã di tản của chúng ta ở miền Bắc trở về nhà an toàn, là đẩy Hezbollah trở lại bên kia sông Litani, tấn công bất kỳ nỗ lực tái vũ trang nào của họ, và thứ ba là đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động nào chống lại chúng ta. Trong đó, cơ quan liều quốc về người tị nạn Palestine cho biết cơ sở của họ ở Lebanon đã bị hư hại do cuộc không kích của Israel. Cuộc không kích gần trại Burji Somali diễn ra ngay sau khi Israel thông qua luật cấm cơ quan viện trợ quan trọng này hoạt động trong lãnh thổ Israel khi chỉ định cơ quan liên quốc này là một tổ chức khủng bố. Tổ chức Y tế Thế giới lên án Israel sau khi có báo cáo về một cuộc đột kích ở Lebanon đã giết chết hai nhân viên y tế, cũng tại Lebanon, một cuộc không kích ở Sidon đã giết chết ít nhất ba người. Với các báo cáo cho biết quân đội Israel đã không ban hành lệnh di tản trước đó, cư dân Sidon là Mohamed Waga cho biết những người vô tội đang bị nhắm mục tiêu. Đây là một khu dân cư không liên quan gì đến chiến tranh hay tên lửa hay bất cứ thứ gì hết. Họ đang nhắm vào những người vô tội, phụ nữ và trẻ em những người vốn không liên quan gì đến chuyện này. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.